Chào các bạn. Gam đô trưởng là gam cơ bản nhất trong trong âm nhạc. Thì khi ai đã học piano hoặc keyboard đều phải tập cái gam này đầu tiên, nó là gam cơ bản nhất vì nó chơi trên bộ khóa không có dấu hóa. Và sau đây là cách đánh. Các bạn cũng chú ý số ngón tay. Đầu tiên chúng ta cũng chơi một quãng 8. Bây giờ là tay trái, một quãng 8. Giờ chúng ta sẽ đánh hai tay. Chúng ta cũng có thể đánh thêm một quãng 8 nữa, 3 quãng 8. Chơi 4 quãng 8. Đó là chúng ta đi lên và đi xuống. Thì chúng ta cũng có thể chơi gọi là chạy gam chạy ngược, có người thì gọi là đi ra và đi vào. Thì nó chạy ngược nghĩa là như thế nào? Thì chúng ta tay phải chúng ta đi lên, còn tay trái thì chúng ta đi ngược lại, chúng ta đi xuống. Nó sẽ như vậy. Số ngón tay thì hai tay sẽ giống nhau. Chúng ta bắt đầu từ nốt đô này. Tôi sẽ đánh chậm. Một quãng 8. Đó là chạy ngược, tức là tay này đi lên thì tay này đi xuống, và tay này đi lên thì tay này lại đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi 2 quãng 8. là game đô trưởng. Chúc các bạn thành công.